chú cùng với mắt của sân khấu đón chào chị Hồng Loan. Chị sẽ đến với cô chú anh chị cho những ca khúc. Dạ, thì con Hồng đây cũng xin được thay mặt ba con và các em nốt của trong nhà cảm ơn ông bà cô bác và các anh chị đã đến với mình buổi tiệc cùng gia đình và gửi những lời chúc cho bé Biu anh nào trong lớn và ngoan ngoãn nghe lời bà hơn. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ bây giờ thì con xin rất vui nha và gửi tặng ông bà cô bác bài con mới học thôi ạ. Hẹn hò đêm trăng nha. Dạ con đồ tập bắt kiểu nước của con nè. Cùng đi ha, 20 năm tình đẹp nội chung chương. Dạ.